Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của DN Gaming. Mình là Tino và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn Dead Last Toy. Nào, chúng ta cùng điểm qua về nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nhé. Bộ bài của chúng ta sẽ gồm có 18 lá Pokemon, 32 lá Trainer Card, 10 năng lượng. Nào, chúng ta cùng bắt đầu trận đấu nhé. Đối với bộ bài này của chúng ta thì chúng ta sẽ cần phải đi trước để chúng ta có thể tiến hóa càng sớm càng tốt. Ok, và đối với bộ bài của đối thủ là một bài thuần hệ đất luôn. Tất cả đối thủ của mình đều không gặp vấn đề gì về khắc hề cả. Hy vọng đối thủ sẽ để cho mình đi trước. Ok, hay quá. Mình đã không bốc được một Pokemon nào cả. Và đối thủ nhường mình đi trước và mình đã không có được một Pokemon basic nào cả. Vì vậy lợi thế của hai bên sẽ như nhau. Mình được đi trước và đối thủ sẽ được bốc thêm bài. Ok, hy vọng sẽ có được Pokemon. Chỉ có một con thôi. Không biết bài của đối thủ sẽ là bộ bài gì đây. Đối thủ bốc được khá nhiều. Hiểu rồi. Để xem nào. Mình sẽ sử dụng Chenomel nhé. Đấy được Lily. Mình sẽ cần thêm Pokemon vì vậy mình sẽ sử dụng Tapu Lele để lấy súng Potter này để có thể lấy thêm được 3 Pokemon thêm ở vùng bên. Mình sẽ lấy thêm đây, bài mình là đủ rồi. Ok, mình kết thúc lượt nhé. Về vấn đề năng lượng thì với khả năng của Blastoise thì mình có thể nhìn top 7 của bộ bài và mình sẽ được lấy thêm một số năng lượng ở top 7 đó và thêm vào Pokemon của mình. Vì vậy vấn đề về năng lượng thì mình không cần lo ngại gì cả. Mình chỉ lo ngại về vấn đề đối thủ sẽ sốc đáp của mình thôi và mình sẽ không bốc được Pokemon mình mong muốn. Vì nhân vật chính của ta vẫn chưa xuất hiện. Đối thủ còn kết hợp thêm cả dạng hóa thạch nữa. Bài của đối thủ thì sự kết hợp khá nhiều đấy. Đồ đất này sẽ chỉ gây được 30 sức thương mà thôi. Ok, mình đặt lá bài sân này lên. Với khả năng của nó nữa sẽ hồi được 30 máu cho mỗi con hề nước của chúng ta. Mình sẽ sử dụng Trainer Mail, hy vọng kiếm được lá bài nào đó ngon ngon. Bây giờ không có luôn. Mình sẽ không lấy luôn. Mình sẽ sử dụng Lilia nhé. Hy vọng kiếm được chính xác luôn. Đây chính là thứ mà mình cần. Không có được Meganium. Thì nó phải sử dụng khả năng của Meganium để có thể tiến hóa Blastoise. Đây, chúng ta sẽ không cần đến Dragon D. Sau đó mình sẽ thêm một năng lượng vào Blastoise giết đi. Chenomel kiếm được gì không? Chả có gì.
lấy một Cynthia đi. Mình sẽ kết thúc lượt ở đây nhé. Với đoàn tấn công GX của Raptor, GX này thì sẽ đánh một số năng lượng hệ nước từ trên tay vào Pokemon bạn muốn. Và ở trên tay mà thì chả có năng lượng nào cả. Vì vậy cho mình sẽ không sử dụng đòn GX này nhé. Để xem nước đi tiếp theo của đối thủ sẽ là gì. Mình chỉ cần tầm 3 năng lượng là mình có thể knock out Pokemon của đối thủ rồi. Đội hình của tôi sử ra tầm 50 sát thương. Khi vọng tới sau bài mình sẽ đẹp đẹp để mình có thể knock out đối thủ. Hãy xem nhận tôi. Khi mình sẽ tiếp tục hồi máu nhé. Vậy là bài sân này của mình thì khá là lợi thế. Let's toy now. Oh, không có luôn. Đang thế nhỉ. Mình sẽ gửi với khả năng của item này thì mình sẽ gửi 3 lá không cần thiết vào mộ. Dead ball đi. Ok. Vài trên tay mình khá là xấu đây. Thế mình mang bộ last toy. Rồi mình sẽ kết thúc lượt. Ok. Không biết nước đi tiếp theo của đối thủ sẽ là gì đây. À, đối thủ mình đã bắt đầu đá bài sân này rồi. Đối thủ cũng không thêm năng lượng nào cả. Thế thì tuần sau mình sẽ đúc up one của đối thủ nhé. Còn được last toy luôn. Khá là may mắn. Ok. Sử dụng khả năng của Blastoise nào. Một năng lượng. Đến là Blastoise giết. Cái đó thêm một năng lượng vào. Nó thực hiện đòn tấn công. Mình sẽ sao. Ba năng lượng từ bên này vào trong bộ bài và đòn ăn đó sẽ gây được với một năng lượng sao sẽ được thêm 60 sát thương. Và đối thủ lại bị khắc hệ bởi Pokemon của mình nữa. Vì vậy mình giúp từng tầm 2 năng lượng thôi. Trên tay mình thì không có lá supporter nào cả, vì vậy khá là khó chịu. Không biết nước đi tiếp theo của đối thủ sẽ là gì đây. Có lẽ sẽ lấy Pokemon hóa thạch. Nhảy tới hóa từ hóa thạch này. Nhưng đối thủ sẽ không đủ năng lượng. Ok, mình sẽ để xem nào, đòn đánh của đối thủ sẽ tầm 50 sát thương. Mình sẽ quyết lên thì khá khó chịu. Ok. Mình sẽ mạo hiểm luôn. Ồ.
bỏ khá hay từ đối thủ. Và chắc chắn đối thủ sẽ switch Pokemon này. Vậy là mình một đi của mình khá sai lầm rồi. Ok, mình sẽ sử dụng khả năng của Paul tướng này. Với nguồn lực mình sẽ lấy nó từ trên thế giới tới với mộ và thêm lên tay. Sau đó với khả năng của Ultra Ball thì mình sẽ đít hai quả trứng đó và lấy được một môn mình muốn. Sau đó thêm một năng lượng vào Blastoise. Dùng khả năng của Blastoise thử thêm một năng lượng vào Water đó, sử dụng Drainer với khả năng đi tất cả bài đặt tay và bốc 6 lá. Đặt lá phải sắp này xuống. Sau đó thì mình sẽ tiến hóa thêm một Blastoise khác nữa. Thì mình đã có dạng tiến hóa từ Quattro rồi, vì vậy mình sẽ không cần sử dụng đến Dragon D hoặc là khả năng của Mega Nhôm này. Ok, tiếp tục sẽ thêm ngọc đấy, có hai năng lượng luôn. Đó may mắn nó sử dụng khả năng Rocket Splash, sẽ đít hai năng lượng và đồng áp sẽ gây được 120 sát thương. Không biết nước đi tiếp theo của đối thủ sẽ là gì đây. Mình sẽ cần knock out đến tận 3 Pokemon nữa thì mới có thể chiến thắng trận đấu này. Mình sẽ switch Tapodela đi, vì mình còn lá item này mà. Mình sẽ switch nó xuống. À, 90 sát thương với đòn đá này và một Pokemon bất kỳ. Có phải như mục tiêu của đối thủ sẽ là đây, Meganium. Chúng ta cùng chờ xem nhé. Và đánh tiếp theo của đối thủ sẽ gây thêm 60 sát thương vào tất cả Pokemon của mình. Khá là khó chịu. 69 150, vậy là đến nay vẫn còn sống. Mình thiếu những Pokemon bảo vệ vùng ban, vì vậy đối với bài này thì mình sẽ gặp một số bất lợi. Khá may mắn mình được bốc được. Butter Compressor sẽ ít một số cặp không cần nhé. Đi thì có vẻ bây giờ không cần nữa, sẽ ít bớt đi. Nó sử dụng Sprout. Và tiếp tục sử dụng khả năng của Blastoise. Thêm một năng lượng. Và Blastoise giết. Tiếp tục. Mình đang được vào đất thôi. Nó thực hiện đòn tấn công.
Để tiếp tục. Sao hai ngọc tù bài nó sẽ được 120 sát thương. Còn hai Pokemon nữa. Và vì bài của đối thủ là bộ bài Pokemon thường, không có Pokemon GX nào cả. Nếu có Pokemon GX thì mình có thể nó gây được một lượng sát thương khá lớn. Với ba ngọc ở Blastoise này là 180 sát thương, với thêm tầm hai ngọc ở Blastoise GX là sẽ thêm được 120 sát thương, là tổng là 300 sát thương. Để chắc chắn mình sẽ knock out Pokemon đối thủ một cách nhanh nhất, và trận đấu sẽ được kết thúc sớm. Mới nói xong đã xuất hiện rồi. Mình đã mất Meganium rồi. Để xem nào, mình đã mất thêm Lilia nữa. Blastoise có hai là Dragon đi. Sử dụng Lilia. Ok. Cũng khá là được. Thiếu một, nếu như mình có Guzma thì trận đấu mình đã kết thúc ngay này rồi. Hy vọng đối thủ sẽ không có những là supporter như là em, vì nếu như sao tất cả bài như mình thì chắc chắn mình sẽ thua trận đấu này. Hy vọng đối thủ sẽ sử dụng Cynthia thôi. Ồ, có sử dụng Professor Sycamore. Còn anh này của đối thủ sẽ gây tầm 160 sát thương. Ok, và trận đấu đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay, hãy đừng bỏ quên bỏ lại một like, một share, một subscribe cho kênh của bọn mình nhé. Và đừng quên comment những đất mà các bạn muốn mình làm ở video tiếp theo. Mình sẽ làm những đất mà các bạn muốn ở thời gian sớm nhất có thể. Và các bạn hãy tham gia nhóm Discord của bọn mình nhé. Và nhóm Discord của bọn mình mỗi tuần sẽ được admin tổ chức những giải đấu để các bạn có thể tham gia giao lưu, so tài, học hỏi cùng với nhau, và nhận về những phần thưởng là rất nhiều bắt rất giá trị in game. Và mình sẽ kết liệu đối thủ ở tên cuối cùng này. Các bạn cùng chờ xem nhé, một lượt đáp rất khủng, 540 sát thương.